Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng cái giao diện chơi nhạc của cái phần mềm Volumio để chơi nhạc với các music server mà em lắp audio đang cung cấp. Thì cái giao diện điều khiển này sử dụng rất là đơn giản. Nó có các trang chính như sau. Trang thứ nhất là cái trang thể hiện cái bài hát đang phát. Như mọi người thấy có thể thấy là cái bìa album này, tên bài hát này, định dạng file này và một cái số nút cơ bản mà mình hay sử dụng, đó là nút pause hoặc là play này, nút chuyển bài này hoặc là nút tăng giảm âm lượng này. Cái trang thứ hai mà mình cần quan tâm đó là cái trang thư viện nhạc. Để vào cái thư viện nhạc để mình lấy nhạc ra để nghe thì mình tích vào đây. Để vào thư viện nhạc chính thì mình vào tích vào cái nút home này. Để vào cái thư viện nhạc mà chứa nhạc trong ổ cứng hoặc là USB hoặc là từ NAS thì mình vào Music Library ở bên trong. Bây giờ để chọn nhạc để chơi nhé, thì ví dụ như các bác muốn nghe một cái album và chỉ nghe cái album đó thôi ấy, thì ở mặt ngoài của album đây như thế này, nào mặt ngoài album này, còn tích vào trong đây này, bên trong album này, ở mặt ngoài album thì mình tích vào cái dấu ba chấm ở bên tay phải này, chọn Clear and Play. Chọn Clear and Play nghĩa là xóa cái list nhạc cũ đi và bây giờ nó sẽ phát những cái bản nhạc ở trong cái album mà mình đã chọn đấy. Thứ hai, nếu các bác mà muốn thêm vào một cái album vào cái danh sách nhạc chờ thì mình tích vào đây, chọn Add to Que thì nó sẽ thêm các bài hát trong cái album mới này vào cái danh sách trước đó. Đấy. Từ cái trang mà thư viện nhạc này mình muốn trở lại cái trang mà thể hiện cái bài hát đang phát ấy, thì mình tích vào cái tên bài hát ở phía dưới này. Đấy, thì quay trở lại cái trang thể hiện bài hát đang phát. Cái trang thứ ba mà mình cần quan tâm đó là cái trang danh sách nhạc chờ. Thì tích vào đây. Đấy, đó là những cái bài hát mà mình vừa chọn ra từ từ album, từ thư viện nhạc. Thì trong cái trang này thì mình quan tâm đến hai cái nút ở phía trên này. Nếu mà tích vào cái nút mà biểu tượng hình tròn mũi tên này, tích xanh như thế này thì nhạc sẽ phát lần lượt từ trên xuống dưới và đến bài cuối cùng thì nó sẽ quay quay vòng lại bắt đầu từ bài đầu. Còn nếu mà muốn phát ngẫu nhiên đấy, không theo thứ tự ấy, thì mình tích xanh vào cái nút này. Đấy. Từ cái trang danh sách nhạc chờ này muốn quay trở lại trang mà thể hiện cái bài hát đang phát thì mình cũng tích vào cái tên bài hát thôi, như thế này. Hoặc là từ danh sách nhạc chờ này mình muốn vào thư viện nhạc luôn ấy, thì mình tích vào cái biểu tượng của nốt nhạc này. Đấy, thì nó vào thư viện nhạc. Một cái trang nữa đó là cái trang cài đặt. Cái trang cài đặt thì mình phải vào từ cái trang thư viện nhạc hoặc là từ trang danh sách nhạc chờ. Đây, bây giờ mình sẽ vào cái trang thư viện nhạc nhé. Mình sẽ thấy cái biểu tượng bánh răng ở phía dưới này. Nó là cái phần cài đặt thiết bị. Tích vào đây. Đấy. Trong cái phần setting này thì mình cần quan tâm mấy cái mục sau. Thứ nhất là mục đầu tiên là mục source. Đấy, mình nhìn ở phía trên này, phần My Music nó thể hiện được số bài hát này, số album này, số ca sĩ mà thiết bị nó loát được từ ổ cứng hoặc là từ USB hoặc là từ NAS. Trong trường hợp nếu mà mình cắm ổ cứng mới mới vào mà thấy thiết bị nó chưa nhận được số số bài hát ấy, thì mình bấm update hoặc là rescan thì nó sẽ quét quét ổ cứng lại từ đầu. Còn nếu cắm USB thì dung lượng nhỏ cắm vào nó nhận luôn. Cái mục thứ hai là mục Network Drivers, là mình sẽ dùng để kết nối thiết bị với NAS.
hay là ổ cứng mạng ấy. Đấy, ví dụ mình tích vào đây, mình scan scan NAS, xong là mình chọn NAS, xong là mình bấm save thì thiết bị của mình nó sẽ kết nối với cả ổ cứng mạng. Và mình có thể lấy nhạc từ NAS để chơi. Ok, các mục còn lại thì mình không cần quan tâm. Mình quay trở lại cái mục setting chính. Cái mục thứ hai mà mình cần quan tâm đó là mục network. Network, ở trong phần network này thì mình để ý là cái phần network status này, thì mình sẽ thấy được là cái mạng wifi mà thiết bị đang kết nối này, tên này, mạng này, địa chỉ IP này, tốc độ. Cái tốc độ này rất quan trọng này. Nếu mà mạng nhà mình mà kém ấy thì là nó ảnh hưởng đến cái việc mà mình sử dụng cái giao diện chơi nhạc này, trên này nó sẽ không được mượt. Cái tốc độ mà tốt ấy thường là từ 150 megabit trên giây cho đến trở lên thì mình sẽ sử dụng giao diện này nó rất là mượt. Như ở đây tốc độ là 300 này megabit trên giây. Các mục ở phía dưới ví dụ như là wide network để mình cài đặt cái phần 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 mạng dây ấy, thì mình có thể cài đặt là IP tĩnh hoặc là để IP động, mặc định là nó để IP động. Phía dưới là phần wireless network này, mình có thể tắt cái phần wireless này đi, mặc định là on và IP là động, automatic IP là động. Thì mình khuyến cáo các bạn là lên mới mới chơi ấy, thì mình khuyến cáo các bạn là lên để như mặc định như thế này, không cần phải để IP tĩnh làm gì. Vì thiết bị của mình nếu mà mình dùng thường xuyên ấy, thì IP nó rất ít khi thay đổi. Nó chỉ thay đổi khi mà mình khởi động lại modem, mà trường hợp mà khởi động lại modem mà nó địa chỉ IP thay đổi nó cũng rất là ít, nên nên là mình cũng không cần phải fix IP. Cái việc fix IP như thế nào thì mình sẽ trình bày trong các video sau. Tại vì khi mà fix IP mà nhầm ấy thì là mình sẽ không truy cập được vào thiết bị, nên là mình không muốn các bạn khi mới chơi là fix IP, bỏ qua cái bước fix IP đi. Phần phía dưới này là phần Wireless Network Connection để mình kết nối với các mạng Wi-Fi nhà mình. Phần hotspot setting này thì để mặc định là như thế này. Khi mà mất mạng ấy, cái phần mình để ý cái phần hotspot fallback này này để on như thế này, thì khi mà mất mạng internet ấy, hoặc là cầm cái bộ và cái thiết bị của mình đi đến cái chỗ mà không có mạng ấy, thì cái thiết bị của mình nó sẽ tự động phát ra một cái mạng wifi. Đấy. Tên là Volumio. Path là Volumio 2, mình truy cập vào cái mạng đấy là có thể điều khiển được nhạc, chơi được nhạc mà không cần phải có mạng internet. Các mục còn lại mình không cần quan tâm, bỏ qua. Một cái mục nữa đó là mục Playback Option. Cái mục này là mục cài đặt cho thiết bị này, cài đặt cái phần Output Device này. Output Device là những cái phần này thì là mình cũng bên mình các thiết bị của bên mình đã được cài đặt sẵn rồi, nên mọi người hạn chế không lên cài đặt lại. Bên mình đã tối ưu làm sao cho nó tốt nhất rồi. Trường hợp cài đặt lại ví dụ như là mình nó không nhận thiết bị thì mình mới phải động đến cái phần này, Output Device, là mình có thể chọn được thiết bị đầu ra này. Ví dụ như là cái bộ này là bộ MIDI thì thiết bị của mình là DigiOne. Ok, bỏ qua phần này đi. Thế thôi, cái phần cài đặt thì mình chỉ quan tâm mấy cái mục đấy thôi. Còn cái mục là shutdown. Shutdown này là khi mình tắt thiết bị ấy, thì mình nên tắt mềm thiết bị trước. Là vào phần shutdown này, chọn power off hoặc là restart, giống như tắt máy tính. Sau đó mới tắt cứng, là rút nguồn hoặc là tắt công tắc trên thiết bị. Ok, thế là mình đã trình bày xong cho mọi người biết cách sử dụng cái giao diện điều khiển thiết bị Music Server của bên mình. Nó rất là đơn giản và dễ sử dụng.